Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tiếp về phần trang 45. Mê thời tại thử ngạn, ngộ thời tại bỉ ngạn, nhược chi tâm không bất kiến tướng, tắc ly mê ngộ, ký ly mê ngộ, diệt vô bỉ ngạn. Như Lai, bất tại thử ngạn, diệt bất tại bỉ ngạn, bất tại trung lưu, trung lưu giả, tiểu thừa nhân, thử ngạn giả, phàm phu giả, bỉ ngạn bồ đề giả. Tức là ở đây là cái đoạn nói về mê ngộ bờ này bờ kia, tức là khi mê á thì là ở bờ này, khi ngộ là ở bờ kia. Nhưng mà nếu mà biết rõ tâm không, tức là tâm rỗng không, chẳng có thấy tướng, thì lìa cả mê ngộ. Đã lìa mê ngộ thì cũng không có bờ kia. Như Lai chẳng ở bờ này, cũng chẳng ở bờ kia, chẳng ở giữa dòng. Ở giữa dòng tức là người tiểu thừa. Còn bờ này á là phàm phu, bờ kia đó là bồ đề. Thì đây là nói rõ khi mê thì thấy như là ở bờ này, rồi khi ngộ á thì thấy như là ở bờ kia. Đó là nói theo cái đối đãi là có mê có ngộ. Nhưng mà nếu mà người biết rõ cái tâm mà rỗng không đó, chẳng nó có thấy tướng, tức là chẳng còn có kẹt nơi tướng á, thì liền lìa cả mê và ngộ. Thì như vậy khi mà đã lìa được cái niệm mê ngộ rồi á, thì không còn thấy có bờ này hay là bờ kia, tức là không thấy có bờ kia nữa. Vừa mới giải thích là Như Lai mới chẳng ở bờ này, cũng chẳng ở bờ kia, chẳng ở dưới dòng đó, tức là không có thuộc về nghĩa là đây kia gì. Ngài mới giải thích là ở giữa dòng, thì tức là người tiểu thừa là ở giữa dòng. Còn bờ này là phàm phu, bờ kia là chỉ cho bồ đề. Thì thấy có bờ này bờ kia, đó là còn ở trong mê. Cho nên đây gọi là phá cái niệm mê và ngộ, hay là bờ này và bờ kia. Nghĩa là khi mê á thì mình thấy có bờ này bờ kia, còn ngộ á thì chính cái tâm ngộ đó thì đó là bờ kia rồi, chứ đâu có bờ nào khác nữa. Cho nên gọi là nếu mà mê một cái niệm hiện tiền ngay đây á thì đó gọi là bờ này, còn giác một niệm hiện tiền này thì bờ kia, vậy thôi. Thì bờ kia hay là bờ này cũng ngay một niệm này, chứ không có cái gọi là cái gì khác. Thì ngay đó mình quên được cái niệm mà gọi là bờ này bờ kia, cũng quên cái niệm mê giác, thì như vậy là mới rõ được cái tự tánh. Còn nếu mà ngay đây mình còn thấy có bờ kia để mà mình đến á, thì rõ thấy có bờ kia, tức là mình còn đang ở bờ này cho nên mới thấy có bờ kia. Thì như vậy đó là chưa qua được hai bên. Vậy cho nên ở đây là phá cái niệm gọi là mê ngộ bờ này bờ kia, thì để mình ngay đây mình thấu suốt được cái thể niệm chân thật nó hiện tiền đó, thì lìa được cả hai bên. Đây thì Ngài giải thích nghĩa là Phật, tức là Như Lai đó. Như Lai thì Ngài chẳng có ở bờ này hay là bờ kia hay ở giữa dòng gì hết. Thành ra nói bờ này bờ kia đó chỉ là cái phương tiện. Nhưng mà người không khéo á thì là kẹt trên cái danh từ, rồi cái thì theo đó mà nó tưởng tượng hoặc là suy nghĩ, thành ra rồi nó còn mắc kẹt. Phật hữu tam thân giả, quá thân, báo thân, pháp thân, quá thân, diệt vân, ứng thân, nhược chúng sanh thường tác hiện thời, tức quá thân, hiện tu trí tuệ thời, tức báo thân, hiện giác vô vi, tức pháp thân, thường hiện phi đằng thập phương tùy nghi cứu tế giả, quá thân Phật giả, nhược đoạn hoặc tức thị tuyết sơn thành đạo, báo thân Phật giả, vô ngôn vô thuyết vô tác vô đắc, trạm nhiên thường trụ pháp thân Phật giả, nhược lượng chí lý nhất Phật thượng vô hà đắc hữu tam, thử vị tam thân giả, đảng cứ nhân trí giả, nhân hữu thượng trung hạ thuyết, hạ trí chi nhân, vọng hưng phước lực giả, vọng kiến quá thân Phật, trung trí nhân trung trí chi nhân, vọng đoạn phiền não, vọng kiến báo thân Phật, thượng trí chi nhân, vọng chứng bồ đề, vọng kiến pháp thân Phật, thượng thượng trí chi nhân, nội chiếu phiên tịch, minh tâm tức Phật, bất đại tâm nhi đắc Phật trí, tri tam thân giữ vạn pháp, giai bất khả thủ bất khả thiết, thử tức giải thoát tâm, thành ư đại đạo. Tức là đây là nói về Phật có ba thân, đó là quá thân, báo thân và pháp thân.
thì quá thân cũng gọi là ứng thân. Nếu mà chúng sanh á, khi mà thường làm cái việc lành thì đó là quá thân, còn khi mà hiện tu trí tuệ đó thì đó là báo thân, còn hiện giác ngộ vô vi tức là pháp thân. Đó là một ý. Còn ý thứ hai là thường hiện bay gọt nơi mười phương để tùy nghi mà cứu giúp thì đó là quá thân, tức là đó là Phật quá thân. Còn nếu mà đoạn hoặc tức là ở Tuyết Sơn mà thành đạo thì đó là Phật báo thân. Còn không nói, không lời, không làm, không được, trong lặng thường trụ thì đó là Phật pháp thân. Nếu mà luận về cái chỗ mà chí lý, tức là chỗ mà tột lý á, thì một Phật còn không có thì đâu được có ba. Đây gọi là ba thân, là chỉ y cứ nơi trí của người, thấy không? Người có thượng, trung và hạ mà nói, nghĩa là người trí bậc hạ thì vọng giấy làm phước lực, vọng thấy Phật quá thân. Còn người trí bậc trung thì vọng đoạn phiền não, vọng thấy Phật báo thân. Người trí bậc thượng thì vọng chứng bồ đề, vọng thấy Phật pháp thân. Người trí bậc thượng thượng thì bên trong chiếu soi tròn lặng, sáng tỏ được tâm, tức là Phật, chẳng có đợi tâm mà được cái trí Phật. Thì biết rõ ba thân cùng với muôn pháp đều chẳng có thể, nghĩa là chấp lấy, chẳng có thể nói. Đây tức là tâm giải thoát, thành tựu nơi đại đạo. Đây là nói về ba thân, thấy không? Ngày thường á, thì theo mà mình học, mà theo cái thông thường thì gọi là Phật có ba thân, tức là quá thân, báo thân và pháp thân. Thì cái quá thân nó cũng gọi là cái ứng thân, tức là thân ứng hiện ra. Thì như vậy, ở đây Ngài giải thích, nếu mà chúng sanh mà khi mà làm cái việc lành á, thường làm cái việc lành á, thì đó gọi là quá thân. Còn hiện mà đang tu trí tuệ đó thì gọi là báo thân. Còn hiện giác ngộ vô vi thì đó gọi là pháp thân. Thấy không? Đó là một ý. Còn ý thứ hai á, là thường nghĩa là hiện bay vọt khắp mười phương để mà cứu giúp chúng sanh, đó là quá thân, tức là thường biến hiện đó khắp nơi. Còn nếu mà đoạn hoặc, tức là đoạn cái những cái mê lầm để chứng đạo ở ngay nơi cái núi Tuyết á, thì đó gọi là Phật báo thân. Còn cái chỗ mà gọi là không nói không lời đó, không làm không được, trong lặng thường trụ đó, thì đó gọi là Phật pháp thân. Thì như vậy đó là giải thích theo cái gọi là cái phương tiện để cho cái người, đây là để trừ cái gọi là cái lầm chấp của một số người. Có người nghe nói là Phật mà khi mà nhập niết bàn á, tu hành đến nhập niết bàn rồi á, thì rồi không biết nhập niết bàn rồi nó còn cái gì nữa hay không? Không, nhập niết bàn là mất rồi, cũng như mình nói về Phật Thích Ca nhập niết bàn 2000 mấy trăm năm rồi, thì nhập niết bàn rồi không biết còn gì nữa hay không? Đó, thành ra rồi hoảng sợ hoặc là rơi vào cái chấp gọi là cái chấp đoạn diệt, tức là tu mà đến nhập niết bàn rồi là chắc không còn gì hết, mất thân rồi, bỏ thân này rồi không còn gì hết. Cho nên ở đây là mới phương tiện giải thích là Phật có ba thân, cho nên nếu nhập niết bàn á thì chỉ là cái quá thân nhập thôi. Quá thân tức là cái thân mà ứng quá, đó là phương tiện nhập thôi. Còn cái pháp thân á là cái thường trụ thì đâu có nhập, đâu có sức, cho nên nhập niết bàn là quá thân nhập là tạm ẩn như thôi, còn cái pháp thân thì luôn luôn thường trụ thì đâu có mất. Rồi từ cái pháp thân đó thì ứng hiện ra đầy đủ những cái diệu dụng, thì như vậy là không phải nhập niết bàn rồi là không còn gì hết. Cho nên đó là cái tưởng tượng theo cái danh từ chữ nghĩa, chứ còn đó là biết rằng ba thân đó là nói trên cái phương tiện mà danh từ, chứ cũng là một cái thể thôi, chứ không phải là có ba cái riêng biệt. Cho nên ở đây nói cho rõ chính cái thể giác á, thể giác mà không tướng đó, vô vi đó, thì đó là pháp thân chứ gì khác hết. Thì pháp thân là chỉ cái thể, rồi trong cái thể giác đó mà sáng ngời chẳng mê thì tức là báo thân, vậy thôi. Rồi từ cái thể giác đó, đó mà ứng dụng ra khắp hết tất cả mọi cử chỉ, mọi cái hành động, mọi động dụng thì đó là quá thân thôi, chứ có gì đâu. Thì như là cái thể giác là cái gốc, không? Rồi trong thể giác đó sáng ngời chẳng mê thì là báo thân, báo thân. Rồi ứng ra mọi cái hành động, mọi cử chỉ để mà ứng tiếp với các cái duyên bên ngoài thì đó gọi là quá thân. Như vậy thì tuy nói ba nhưng mà gốc chỉ là một cái thể giác chân thật. Và trong thể giác đó sáng ngời chẳng mê thì là báo thân. Rồi ứng ra mọi cái hành động, mọi cử chỉ để mà ứng tiếp với các cái duyên bên ngoài thì đó gọi là quá thân.
Như vậy thì tuy nói ba nhưng mà gốc chỉ là một cái thể giác chân thật vậy thôi. Còn kẹt ở trên danh từ thì tưởng là có ba cái thân, thành ra có ba cái ngã. Tưởng ba cái thân thành ra có ba cái ngã trong đó. Thành ra như vậy đó là lầm. Đó là cái lầm rất lầm. Cho nên ngài Lâm Tế mà học rồi, trong Lâm Tế Ngự Lục đó, ngài cũng từng nghe là ngài nghe là phá về cái chấp mà gọi là lầm trên cái ba cái thân đó. Ngài Lâm Tế ngài cũng nói nghe là một cái ánh sáng mà gọi là thanh tịnh trên một cái tâm niệm của ông á, thì chính đó là cái ngôi nhà Phật pháp thân của ông chứ gì hết. Thấy không? Còn nếu mà cái ánh sáng mà không phân biệt trên một cái tâm niệm của ông á, thì chính đó là Phật báo thân ở trong ngôi nhà của ông vậy thôi. Cũng như là ánh sáng mà không sai biệt ở trên một cái tâm niệm của ông thì chính là Phật quá thân ở trong ngôi nhà của ông. Nghe trên một cái tâm niệm nơi đây thôi thì cái ánh sáng mà thanh tịnh đó gọi là cái Phật pháp thân, còn ánh sáng mà không phân biệt đó đó thì đó là Phật báo thân. Còn ánh sáng mà không sai biệt thì đó là Phật quá thân, không gì khác. Cho nên ngài mới nói ba thân này á chính là người đang nghe Phật, nhưng mà chỉ vì người không có rong ruổi chạy tìm kiếm ra bên ngoài, nghĩa là không còn lo đeo đuổi chạy tìm kiếm bên ngoài mà có được cái công dụng này. Nghĩa là ngay đây á, nếu mình dừng được cái niệm mà rong ruổi tìm kiếm bên ngoài thì ngay một cái niệm hiện tiền này mình đủ ba thân à, chứ không phải là tìm ba thân ở chỗ nào khác. Còn người mà nghe nói ba thân là tưởng là có thân nghĩa là phóng hào quang, rồi có tai, có mắt, có mũi rồi đó, không? Thì cái đó là tưởng tượng theo cái ngã của mình, lấy cái ngã này rồi mình tưởng tượng ra Phật cũng giống vậy, thì đó gọi là đem cái tâm phàm phu mà suy lường cái cảnh giới Phật, thì cảnh giới Phật cũng thành phàm như mình luôn. Nếu mà thân mà có mắt, tai, mũi, lưỡi thì thân đó là thì có lúc là cũng phải tiêu, phải không? Nó có tướng thì tức là phải có tiêu. Nó, do đó phải hiểu được ý này, cho nên ở đây mới giải thích rõ. Nghĩa là nếu mà luận đến cái chỗ chí lý á, thì một Phật á, còn không có, huống nữa là có ba, phải không? Đến cái chỗ lý tột á, nghĩa là một Phật tức là một cái thân á, à, một cái thân Phật á, còn không có, huống nữa có ba. Nghĩa là chỗ tột lý á, là chỗ không tướng, gọi là thật tướng, vô tướng, thì nó không có hình tướng, phải không? Cho nên rồi không phải là có một cái thân như mình tưởng, thì vậy nói gì có ba. Cho nên nói ba đó là cái phương tiện, phải thấy được cái ý đó. Cho nên đây gọi là ba thân đó. Thì ngài giải thích thêm là y cứ theo cái trí của người mà tạm lập. Bởi vì trí của người là có thượng, có trung, có hạ. Người mà trí bậc hạ đó thì vọng giấy tạo những cái phước lực, tức là làm cái phước đức đó, thì vọng thấy Phật quá thân. Tức là người mà gọi là cái trí mà còn kém á, cho nên là thường tu hà tạo những cái phước lành, cho nên rồi vọng thấy cái Phật quá thân, tức là những cái quá thân của Phật có những cái tướng này tướng kia hoặc tướng tốt. Còn người mà trí bậc trung á thì vọng đoạn phiền não, thì vọng thấy Phật báo thân, tức như là vọng đoạn phiền não, cho nên là vọng thấy Phật báo thân, trí tuệ sáng ngời. Mà tại sao gọi là đoạn phiền não mà còn gọi là vọng đoạn? Đó, thì để cho người bậc trung đó còn thấy có phiền não, như là phiền não nó giống như là thật, có thật có phiền não, cho nên là cố đoạn, mà còn cố đoạn nó, cho nên sự thật á, thì phiền não là cũng không phải là có một cái thể phiền não thật để cho mình đoạn. Nghĩa là cũng ngay nơi cái biết mà hiện tiện của mình đây, nhưng mà cái biết này á, nếu mà cái biết mà nó quên cái tự tánh của nó, mà nó chỉ biết mà theo cái duyên á, thì sanh phiền não. Đó gọi là phiền não, cái biết mà gọi là cái biết của phiền não. Còn nếu mà ngay cái biết này mà lìa các duyên, để các duyên mà sống trở về với tự tánh, thì cái đó cũng gọi là cái biết giác ngộ thôi, cái biết bồ đề. Như vậy thì có cái phiền não gì để mà đoạn, để mà trừ? Cho nên trừ là trừ cái lầm chấp vậy thôi, chứ không phải là có thật một cái phiền não để mà đoạn, để mà trừ. Cho nên ở đây nó là đoạn phiền não cũng là vọng đoạn. Bởi vì vọng đoạn cho nên là vọng thấy có Phật báo thân. Rồi cái người mà bậc trí bậc thượng đó thì vọng chứng bồ đề, rồi vọng thấy Phật pháp thân. Đó, thì vậy thì chứng bồ đề cũng là vọng, vọng chứng bồ đề, tức là thấy có cái bồ đề để chứng, cho nên gọi là vọng chứng bồ đề, thì vọng thấy pháp thân. Thấy pháp thân mà cũng gọi là vọng nữa thì là sao? Đó, cho nên đó là chỗ mình phải hiểu cho thật kỹ đó. Để nhiều khi đó tôi mà tu hành bữa nay là thấy được pháp thân rồi thì tưởng đâu như vậy là coi như là ngon lành lắm, phải không? Nhưng mà không ngờ còn lúc mê. Nhưng pháp thân là cái gì mà thấy, phải không? Đó, phải hiểu được vậy là pháp thân cái gì là thấy. Cho nên khi mình thấy pháp thân thì tất nhiên là tưởng là có cái pháp thân để thấy, hoặc là có cái gì đó để thấy,
hoặc là để nhận. Mà nếu có cái gì đó để thấy để nhận á, thì tức là phải có cái gì nhận cái đó, tại vì do đó còn lốp mê nữa. Cho nên nhiều khi cái đó là cái dễ làm. Hôm nay tôi nghe là nhận được pháp thân và chứng được pháp thân rồi đó, thấy không? Khéo là làm mà không hay. Cho nên ở đây là phá cái niệm đó luôn, cho nên gọi là vọng chứng bồ đề và vọng thấy pháp thân. Còn cái người mà bậc mà thượng thượng trí á, thì sao? Nếu mà thượng thượng trí á, thì bên trong nó chiếu soi, nó tròn lặng, sáng tỏa được tâm, tức là Phật, mà không có đợi tâm để mà được cái trí của Phật. Biết rõ ba thân á, cùng với muôn pháp đều là không có thể mà chấp lấy, không có thể nói, thì đây mới gọi là cái tâm giải thoát, mới thành tựu nơi đại đạo. Đó, bậc thượng thượng trí là phải như vậy. Tức là sao? Không thấy có thân nào khác hết, chỉ là bên trong nó chiếu soi tròn lặng sáng tỏa chính tâm, tức là Phật rồi, thì đâu còn đợi cái gì để mà được cái trí Phật nữa. Cho nên đây nó là chẳng có đợi tâm mà được cái trí Phật. Không có đợi tâm mà được trí Phật là sao? Mình thường thường đây gọi là đem tâm để mà nhận hoặc là sáng tỏa được cái trí Phật, đem tâm để mà nhận cái trí Phật. Nhưng mà đây á là không có đợi tâm để mà được cái trí Phật. Bởi vì chính tâm đó là Phật rồi, thì còn đợi cái gì khác nữa. Còn đem tâm để mà đợi đó, thì tức là chưa có thật gọi là sống được trong cái pháp thân này. Tức là không có cái tâm gì khác để được nữa hết. Còn đây là đợi tâm để mà được cái trí Phật, thì đó là chưa phải gọi là thật được. Cho nên ở đây mới gọi là cái bậc này á, là biết rõ ba thân đó là cùng với muôn pháp đều không có thể chấp lấy nè, cũng không có thể nói. Nghĩa là ba thân này á cùng với tất cả các pháp cũng không có thể mà lấy, cũng không có thể bỏ gì hết, cũng không có thể nói, tức là không có thể dùng ngôn ngữ để mà diễn tả được đến. Thì thấy được đến tội cái chỗ đó, thì đó mới tức gọi là cái tâm giải thoát, mới thành tựu được đại đạo. Còn có chỗ nhận, có chỗ hiểu, hoặc là có chỗ thấy, thì cái đó là cũng vẫn còn một cái lớp mờ và lớp mê. Do đó cho nên đây là để cho mình mới thấy rõ. Khi mà mình gọi là thấy ba đó, là thấy ở trên tướng. Thấy có ba thân là thấy ở trên tướng, sai biệt. Còn nếu mà thấu được cái thể chân thật á, thì một tướng cũng còn không, thì nói gì mà có ba, phải không? Cho nên nếu mà còn kẹt, cái thấy có ba đó là còn kẹt trên cái thấy sai biệt. Nghe nói tới thân thì mình liền tưởng đến một cái mà gọi là có tai, có mắt, có mũi, có lưỡi, đó là nằm trên cái tướng. Tướng gì? Đó là nằm trên cái tướng ngã sanh diệt. Mình lấy cái ngã của mình rồi mình suy đoán ra thân Phật cũng phải vậy ha. Gọi là thân á thì mình gọi là thân thì tức là phải có mắt, có tai, mũi, lưỡi, có đầu rồi, phải không? Thì vậy mình nghĩ là vậy thân Phật thì cũng phải có như vậy. Đó gọi là lấy cái tướng ngã sanh diệt của mình để mà mình hiểu Phật. Thành ra như vậy đó là hiểu theo chữ nghĩa, cũng là hiểu theo cái sanh diệt. Cho nên chính vì vậy mà mới có câu gọi là y kinh giải nghĩa thì tam thế Phật quang. Là kinh nói là Phật có ba thân, rồi mình cũng y theo kinh là ba thân, rồi mình cũng giải thích là có ba thân như vậy. Nhưng mà giải thích đó là giải thích theo cái gọi là cái tưởng sanh diệt của mình, cho nên gọi là tam thế Phật quang. Còn lìa kinh một chữ thì tức đồng ma nói. Tức là sao? Kinh nói là Phật có ba thân thì mình nói Phật cũng có ba cái thân như vậy, không? Tưởng là ba cái thân là có ba cái thân, là ba có đầu, mắt, tai, mũi, lưỡi giống như mình, thì đó là gọi là tam thế Phật quang à. Và thành ra Phật cũng thành sinh diệt như mình hay sao, gọi là quang ở chư Phật. Giờ nghe nói vậy là mình nói vậy là Phật không có ba thân, không thật có, thì đó gọi là lìa kinh một. Nghe vậy là bảo là Phật không có ba thân tức là ma thuyết. Mà mình phải thấy được cái ý Phật nói ba thân đó là như thế nào, thì đó mới là thấu được cái ý của Phật. Cho nên hiểu được như vậy đó thì mới không có lầm theo cái chữ nghĩa. Đây là ngài mới giải thích thêm. Kinh văn: Phật bất thuyết pháp, bất độ chúng sanh, bất chứng bồ đề, thử chi vị hỷ. Chúng sanh tạo nghiệp, nghiệp bất tạo chúng sanh, kim thế tạo nghiệp, hậu thế thọ báo, vô hữu thoát thời, di hữu chí nhân, ư thử thân trung, bất tạo chư nghiệp, cố bất thọ báo. Kinh văn: Chư nghiệp bất tạo, tự nhiên đắc đạo, khởi hư ngôn tai. Nhân năng tạo nghiệp, nghiệp bất năng tạo nhân, nhân nhược tạo nghiệp, nghiệp giữ nhân câu sanh.
nhân nhược bất tạo nghiệp, nghiệp giữ nhân câu diệt, thị tri nghiệp do nhân tạo, nhân do nghiệp sanh, nhân nhược bất tạo nghiệp, nghiệp vô do sanh nhân giả, diệt như nhân năng hoằng đạo, đạo bất năng hoằng nhân, kim chi phàm phu vãn vãn tạo nghiệp, vọng thuyết vô báo, khởi chí thiểu bất khổ tai, nhược dĩ chí thiểu nhi lý, tiền tâm tạo hậu tâm báo, hà hữu thoát thời, nhược tiền tâm bất tạo, tức hậu tâm vô báo, phục an vọng kiến nghiệp báo. Đây tức là nói thêm, kinh nói rằng Phật chẳng có nói pháp, chẳng có độ chúng sanh, chẳng có chứng bồ đề. Chính là đây gọi là cái pháp thân đó. Chúng sanh tạo nghiệp thì nghiệp chẳng có tạo chúng sanh, đời nay tạo nghiệp, đời sau thọ báo, không có lúc mà giải thoát được. Chỉ có cái bậc chí nhân thì ở trong cái thân này chẳng có tạo các nghiệp nên chẳng có thọ báo. Kinh nói rằng các nghiệp chẳng tạo thì tự nhiên được đạo, há là lời hư dối thay. Người hay tạo nghiệp, nghiệp chẳng có hay tạo người. Người nếu mà tạo nghiệp thì nghiệp cùng với người cùng sanh. Người nếu chẳng có tạo nghiệp thì nghiệp cùng với người cùng diệt. Thì mới biết, nghĩa là nghiệp á, là do người tạo, người do nghiệp sanh. Người nếu mà chẳng có tạo nghiệp, tức là nghiệp không có do đâu mà sanh người. Cũng như người hay hoằng đạo mà đạo chẳng có hay hoằng người. Hiện nay người phàm phu thường thường tạo nghiệp rồi vọng nói là không có báo, há là rất ít, tức là ít nhất mà chẳng có khổ ta thai, tức là há mà gọi là có thể mà tránh khỏi khổ thai á. Nếu mà lấy cái ít nhất để mà bàn á, không thì tâm trước tạo, tâm sau báo và thọ báo thì đâu có cái lúc nào được giải thoát. Nếu mà tâm trước chẳng tạo, tức là tâm sau không có thọ báo thì lại đâu có vọng thấy nghiệp báo. Đây là nói tiếp về cái phần gọi là ba thân, cho nên ngài mới dẫn kinh là Phật nói rằng Phật là chẳng có nói pháp, chẳng có độ chúng sanh, chẳng có chứng bồ đề, thì chính là cái nghĩa này. Như vậy thì Phật không có nói pháp, không có độ chúng sanh, không có chứng bồ đề, thì đó gọi là Phật gì? Đó là chỉ cho Phật pháp thân đó, không? Cho nên gọi là không có cái Phật pháp thân thì không có gọi là tạo tác, không có sanh diệt, cho nên là không có nói pháp, không có độ chúng sanh, cũng không có chứng bồ đề. Đó là cái sẵn có nơi tất cả mọi người. Đó là muốn mình thấu là phải thấu suốt được cái nghĩa gọi là Phật pháp thân đó. Đây là nói qua về cái nghiệp chúng sanh đó, thì tạo nghiệp nhưng mà nghiệp chẳng có tạo chúng sanh, thì vậy tức là sao? Chúng sanh là tạo nghiệp thôi chứ nghiệp nó không có tạo chúng sanh. Nếu nghiệp không có tạo chúng sanh thì ai có mình, làm sao có mặt đây? Cho nên đây là để muốn chỉ cho nghiệp nó chẳng có tự có, không, nó vốn không phải là cái nó sẵn có từ bao giờ, do chúng sanh mê lầm mà tạo thành thôi, chứ không phải là cái sẵn có. Thì nó không phải là cái sẵn có thì nó ở đâu mà nó tạo thành chúng sanh? Do đó thấy rõ như vậy thì mới thấy là không phải là nghiệp là cái nó cố định nó sẵn có gì do mình vọng mình tạo. Thì ở đây nếu mà đời nay mà tạo nghiệp thì đời sau nó lại thọ báo, không thì có bao giờ mà được giải thoát? Như vậy thì nghiệp nó không có thật, nó không có chủ, không, nhưng mà lại nó hay có cái quả báo. Cái chỗ đó là cái chỗ nó khó hiểu. Nghiệp là không có chủ, không có cái gọi là cái chủ của cái nghiệp, không, chỉ do cái vọng tưởng, cái mê lầm rồi tạo thành thôi. Nhưng mà khi mà tạo thành rồi á thì nó phải có thành báo, chứ không phải là nói rằng nó không chủ rồi nó cũng không có báo. Cái chỗ đó là chỗ phải hiểu nghĩ. Chứ nhiều khi rồi học theo cái lý suông đó thì nó là nghiệp tánh vốn không, thì nó vốn không thì mặc tình tạo có gì đâu mà sợ, không? Nhưng mà nó nghiệp tánh nó vốn không, nhưng mà khi mà mình còn mê á thì mình thấy là thật có, không? Bởi vì thấy thật có cho nên mình mới tạo nghiệp. Rồi tạo nghiệp rồi á thì bảo rằng nó vốn không thì đó có phải là dối không? Tạo rồi bảo nó vốn không rồi, nghĩa là rồi không có báo gì hết, thì như vậy đó là bác gọi là bác bỏ nhân quả, thì cái đó gọi là 500 kiếp làm trộn đó. Thì kiểu đó là kiểu là mê lầm đó. Tuy nó nghiệp tánh nó là vốn không là với cái người mà đã giác ngộ thấy rõ suốt được cái tánh nó vốn không, cho nên là mình không có tạo nữa,
không có tạo nữa thì tất nhiên là nó đâu có cái báo gì để mà đến. Là còn bây giờ đã tạo rồi mà nói vốn không rồi để mà rồi tránh không khỏi chịu báo, là thì cái đó gọi là trốn nợ, phải không? À, thành ra hiểu kiểu đó là cái kiểu mà gọi là mê lầm. À, cho nên đây nó là đời trước tạo nghiệp thì đời sau thọ báo, không có lúc giải thoát được. Chỉ có cái bậc chí nhân, chí nhân thì ở trong cái thân này đó chẳng có tạo các cái nghiệp, cho nên là không có thọ báo. À, rõ ràng như vậy nha. Không có tạo nghiệp thì đâu có thọ báo được, bởi vì cái nghiệp này không phải là có sẵn. À, thì như vậy đây là chỗ mình phải chú ý đó, nghĩa là muốn mà giải thoát thì đừng có tạo nghiệp. Chứ còn tạo rồi mà bảo là nó vốn không là nó lý chơi vậy thôi, chứ còn rồi nó sẽ đến thôi. Và chính vì vậy cho nên là mình tu là phải cẩn thận. Nhất là nhiều khi học cái lý thiền rồi cái thiền mình nói là cái gì là cũng là vọng hết, cũng là tánh không hết, phải không? À, thì cứ làm, nhưng mà nhiều khi á cái nghiệp cũ của mình là chưa có hết, tức là mình cái nghiệp cũ á, nghiệp cũ là chưa có sạch, chưa có hết, mà cứ lo thâu cái mới vào không à, giờ cứ nói là vốn không quan trọng, thì cái đó là tu nghĩa là nó uổng thì giờ, nghĩa là cái cũ mình chưa hết á. Bởi vì khi mà mình có duyên để mình thâu vào á, thâu vào thì nó chứa trong này rồi, chứa trong cái tàng thức này rồi, rồi bây giờ muốn quên, không? Cứ thâu vào rồi cái thì giờ cái ngồi thiền thì muốn quên rồi mà bữa cứ thâu vào nữa, thì vậy là một bề thì thâu, một bề muốn quên thì bao giờ mà hết. Cho nên nhiều vị mà dễ vui rồi cứ lo nghĩa là học lý không đó, rồi cứ mặc tình. Ví dụ như mình tu là cái tâm mà trong cái này, cái những cái tàng thức này chứa bao nhiêu cái cũ này mà chưa có sạch hết nè, giờ cứ lo nghĩa là duyên theo những cái chuyện mà nhảm nhí, ví dụ đọc tiểu thuyết đồ, đọc truyện tàu đồ, không thì mấy đó là quân cái mới vô chứ gì nữa, phải không? Quân cái mới vô rồi lâu lâu ngồi thiền nó nhớ lại cái muốn quên thì giờ sao rồi, hoặc là coi video mà coi chuyện đồ, không coi chuyện này chuyện kia đồ, thì khi mà coi á thì những cái mà gọi là đạo lý á, thì ít nhớ lắm, mà những cái mà gọi là cái theo mà cái thói dục quen của thế gian á, thì nó nhớ dai, không? Những cái cảnh mà đó thì nó nhớ dai hơn những cái mà là đạo lý. Thì như vậy tức là quân vô gì nữa, cái mới chưa hết mà quân cái cũ chưa hết mà quân cái mới vô giờ ít bữa ngồi thiền nhớ lại cái thì muốn quên. À, thì vậy có phải làm cái chuyện mà vô ích không? Nhưng mà rồi ra thì nói rằng nó cũng tánh không mà có gì đâu, nó cũng là cái bóng dáng thôi, không thật, bóng dáng không thật. Nhưng mà khi mà mình chú ý, tức là có tác ý, khi mà có tác ý thì nó lưu lại trong cái tàng thức này rồi thì bữa thì nó hiện ra, nhất là ngồi thiền mà nhất là trong thất, vô thất một mình yên trong đó thì nó hiện đủ hết. Hiện nghĩa là những cái chuyện mà di tế nhiều khi mình chỉ nhìn thoáng qua thôi, không để ý gì nhiều, nhưng mà tới đó nó cũng hiện ra hết. Vậy cho nên để cho thấy rõ, có tạo tức là có quân vào rồi thì giờ muốn quên là cứ quân vào, đó là chuyện làm nó tốn công. Và hiểu như vậy để cho mình biết được cái ý nghĩa tu hành của mình, không? Cho nên nhà thiền thường thì các ngài thường dạy rõ ràng mà, không? Khi mà hỏi bảo nhậm thì sao, tùy duyên tiêu nghiệp cũ mà không có tạo thêm nghiệp mới. Đó. Còn mình tùy duyên để mà tạo thêm nghiệp mới, nghiệp cũ mà chưa quên đó, thì kiểu đó là kiểu chết. Cho nên ở đây nó rõ là nghĩa là trong cái thân này không có tạo các nghiệp thì không có thọ báo. À, thì đó là nhớ kỹ cái đó, không có tạo nghiệp thì không có thọ báo. Còn nếu mà tạo nghiệp á thì tức là sao? Cho nên đây ngài dẫn nè, kinh nói các nghiệp chẳng tạo thì tự nhiên được đạo, há là cái lời hư dối thay. Thì như vậy nếu mà không có tạo nghiệp á thì tất nhiên là được đạo thôi, còn nghiệp á thì tức là phải còn sanh, còn nghiệp là còn sanh là chắc chắn, dù cho mà tạo cái nghiệp gọi là cái nghiệp bất động đi nữa cũng còn sanh. Cho nên nghiệp có hai đó, nghiệp thiện, nghiệp ác và nghiệp bất động. Bất động tức là nghiệp thiền định á, tu cái nghiệp thiền định cũng còn sanh nữa nếu mà không có thiền định đúng pháp. Thiền định gọi là cái nghiệp bất động. Cho nên là mấy vị mà ngoại đạo đó tu cái nghiệp thiền định thì họ sanh lên cái trời sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đó, hoặc là phi tương thiếu rồi đó, thì đó là cái nghiệp bất động. Nhưng mà còn nghiệp cho nên cũng còn sanh. Còn sanh cho nên là hết cái tuổi thọ đó rồi cũng chết trở lại. Cho nên đây là hết nghiệp thì mới hết sanh. Đó là cái ý nghĩa nó rõ ràng như vậy, nghe không? Nhưng mà bây giờ đây xét kỹ, nhưng mà nghiệp từ đâu mà nó tạo? Nó phải thấy được cái đó thì mình mới dứt được nghiệp. Vậy thì nghiệp mà từ đâu mà nó tạo? Thường
thì gọi là nó có ba chỗ không, thân khẩu ý phải không, nhưng mà cái gốc á là từ cái động niệm đó mà tạo thành nghiệp. Còn trước khi động niệm đó thì cái nghiệp nó bám ở chỗ nào, trước khi mình khởi niệm đó thì nghiệp nó ở chỗ nào à, cho nên phải thấy được chỗ đó, mình sống trở về chỗ trước khi mà khởi niệm, trước khi động niệm thì chỗ đó là nghiệp bám vào đâu. Do đó mà Kim Cương Cang mới dạy mình là phải độ chúng sanh vào vô dư niết bàn là như vậy đó. Nghĩa là bao nhiêu chúng sanh, tức là bao nhiêu những cái tâm niệm mà nó khởi lên, nhưng mà mình đưa nó vào, đưa nó trở về cái chỗ trước khi động niệm á, thì nghe là liền mất hết bóng dáng. Có bao nhiêu niệm nó khởi lên cứ khởi, nhưng mà mình đưa nó trở về cái chỗ trước khi động niệm hết, thì hết chỗ bóng dáng thì đâu có tạo nghiệp, thì như là hàng phục được tâm. Và như vậy thì nghĩa là không có tạo nghiệp nữa, thì tất nhiên là được giải thoát, vậy thôi, đơn giản. À, cho nên đây, người hay tạo nghiệp, nhưng mà nghiệp á, chẳng có hay tạo người. Người mà nếu mà tạo nghiệp thì nghiệp cùng người, nghiệp và người á nó cùng sanh, không? Tức là mình đã tạo nghiệp rồi á, thì nó theo mình, nói với mình là cùng sanh. Cho nên là mình vừa sanh ra thì có nghiệp nó đi theo với mình. Còn nếu mà người mà chẳng có tạo nghiệp thì nghiệp và người đó cùng diệt. Mình mà không có tạo nghiệp thì nó cùng mình á cùng diệt. À, tức là thì tất nhiên là không có chỗ để sanh. Thì mới biết là nghiệp đó là do người tạo, là người là do nghiệp sanh, hai cái nó qua lại. Thì như là tức nghĩa là không có cái thật thể ha. Nếu mà người á chẳng có tạo nghiệp thì tức là nghiệp không có do đâu mà sanh người. Đó, rõ ràng như vậy. Mình không có tạo nghiệp thì chỗ nào để mà sanh ra người được? À, thì ngay đó là giải thoát. Cũng như người hay hoằng đạo chứ đạo không có hoằng người. Đạo á thì nó là chỉ là cái lý chân thật vậy thôi, nhưng mà chính mình á là mới có hoằng đạo, mới có sáng đạo, thấy không? Chứ còn đạo thì nó không có hoằng mà cũng không có ngăn mình. Nhưng mà người thời nay á, tức người phàm phu thời nay á, thì thường thường cứ luôn luôn mà tạo nghiệp, rồi vọng nói là không có báo, không có quả báo, thì há là ít nhất là chẳng có chịu khổ thai. Tạo nghiệp rồi mà bảo rằng không có báo thì có thể khỏi được cái khổ hay sao? Cho nên nếu mà lấy cái chỗ mà thì rất ít đó để mà bàn á, thấy không? Tức là nói chỗ chí lý đó đó, thì tâm trước đã tạo thì tâm sau thọ báo rồi, thì đâu có lúc nào mà giải thoát. Nếu mà tâm trước không có tạo á thì tức là tâm sau mới không có thọ báo. Nếu mà như vậy thì đâu có vọng thấy nghiệp báo. Tâm trước đã không tạo thì tâm sau mà báo chỗ nào, thì vậy nghiệp báo chỗ nào để mà thấy? Đó, thì rõ ràng như vậy đó. Cho nên chính những cái chỗ này á là cái chỗ gọi là cái chỗ sống chân thật của người tu. Đây là những chỗ sống chân thật chứ không phải là chỗ lý luận. Lý luận là không có thể mà khỏi nghiệp, lý luận hay cách mấy cũng không thể khỏi nghiệp. Mà dù cho nói là nó tánh không, nó là rỗng, nói gì nói, nhưng mà đã tạo rồi thì không thể khỏi. Cái đó không phải lý luận mà mình phải sống thật. Cho nên đây để nói rõ hơn á, nếu mà có tâm á thì nói gì nói là cũng không tránh khỏi quả báo. Đó. Còn không tâm á thì không cần lý luận gì cũng tự giải thoát. Còn đã có tâm tạo rồi á thì có tâm thì nói gì nói cũng phải khó khỏi quả báo được. Đó, đừng có vọng nói. Chính vì vậy mà ngài thiền sư Quản Trí của Việt Nam mình đó, trong cái thời Lê, mà trong cái phần mà nói về Trân Châu đó, ngài có luận một cái đoạn để mà cảnh tỉnh cái người mà gọi là nói suông đó. Ngài bảo làm sao, nghĩa là chớ nói ta là cái người đã giác xong rồi, đã giải ngộ rồi thì nghiệp không có thể trói buộc. À, ngài nói rõ, đừng có bảo rằng ta là người đã giác rồi, đã giải ngộ rồi thì nghiệp không có thể trói buộc. Nói nghiệp không có thể trói buộc á là chẳng phải nói nó có mà thành không, không phải nói nó có rồi nó thành không, mà chính do nó không mà nó tự không, nó không mà nó tự không, chứ không phải là nó có rồi nó thành không. Mình sống đã theo cảnh liền động thì khi chết á thì làm sao mà chẳng theo nghiệp thọ sanh. Khi sống đây á đã còn theo cảnh để mà động rồi, còn duyên theo cảnh rồi, thì chết thì làm sao mà gọi là không theo nghiệp thọ sanh. Cho nên nói trước mắt một niệm mà hiện tướng sân á thì chính đó là hình ảnh của con rắn dữ. Ngay một niệm mà hiện cái tướng sân đó thì đó là hình ảnh con rắn dữ. Còn trước mắt mà một niệm mà hiện cái tướng tham đó, thì chính đó là cái giống nồi của ngạ quỷ. Mình đã có một niệm sân rồi thì đó là cái tướng là rắn độc thì nó hiện rồi, tức là cái nhân này là đưa đến cái quả đó rồi. Cũng vậy, đã có cái niệm tham thì đó là cái nhân để mà đưa đến cái giống nồi ngạ quỷ rồi.
Cho nên đó là cái nhân nó đưa đến cái quả rồi, chứ đừng có gọi là vọng nói là nó có rồi cái thành không. Đó, đó là để mà cảnh tỉnh những cái người mà gọi là mình chỉ lo nói suông không đó, nói suông cái lý không rồi cứ mặc tình tạo nghiệp. Ở đây ngài dẫn kinh để mà nói tiếp. Kinh văn: tuy tính hữu Phật, ngôn Phật khổ hạnh, thị danh tà kiến. Tuy tính hữu Phật, ngôn Phật hữu kim thương mã mạch chi báo, thị danh tính bất phụ túc, thị danh nhất chuyển đề. Giải thánh pháp, danh vi thánh nhân, giải phàm pháp, giả danh vi phàm phu. Đảng năng xả phàm pháp, tụ thánh pháp, tức phàm phu thành thánh nhân hỷ. Thế gian ngu nhân, đảng dục viễn cầu thánh nhân, bất tính tuệ giải chi tâm, vi thánh nhân giả. Kinh văn: vô trí nhân trung, mạc thuyết thử kinh. Kinh văn: tâm giả pháp giả, vô trí chi nhân, bất tính thử tâm, giải pháp thành ư thánh nhân. Đảng dục viễn ngoại cầu học, ái mộ không trung Phật tượng quang minh, hương sắc đẳng sự, giai đọa tà kiến, thất tâm cuồng loạn. Kinh văn: nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai, bát vạn tứ thiên pháp môn, tận do nhất tâm như khởi. Nhược tâm tướng nội tịnh, du như thái hư không, tức xuất ly thân tâm nội, bát vạn tứ thiên phiền não, vi bệnh bổn giả. Phàm phu đương sanh, ưu tử, bảo lâm sầu cơ, giai danh đại hoặc, sở dĩ thánh nhân, bất mưu kỳ tiền, bất lự kỳ hậu, vô luyến đương kim, niệm niệm quy đạo, nhược vị ngộ thử đại lý giả, tức tu tạo cầu nhân thiên chi thiện, vô linh lưỡng thất. Tức là đây là dẫn kinh, kinh nói rằng tuy tin có Phật mà nói là Phật khổ hạnh á, thì đó gọi là tà kiến. Còn tuy tin có Phật mà nói Phật là có cái quả báo là kim thương mã mạch, tức là ăn lúa ngựa bị cái thương, cái đau vàng đó nó đâm chân, thì đó gọi là lòng tin chẳng có đầy đủ, gọi là nhất chuyển đề. Tỏ hiểu cái thánh pháp, tức là hiểu thánh pháp thì gọi là thánh nhân. Còn hiểu cái phàm pháp, tức là pháp phàm, thì gọi là phàm phu. Chỉ hai xả bỏ cái pháp phàm đến cái pháp thánh, thì tức là phàm phu thành thánh nhân. Người ngu ở thế gian chỉ muốn xa cầu thánh nhân, tức là cầu thánh nhân xa xôi đó, mà chẳng tin tâm tuệ giải, tức là tâm trí tuệ nó tỏa hiểu đó, thì đó là thánh nhân. Kinh nói, người vô, trong người vô trí, chớ nói kinh này. Kinh nói rằng tâm đó là pháp, người vô trí chẳng có tin tâm này mới hiểu, tỏa hiểu pháp thành thánh nhân, chỉ có muốn xa cầu học ở bên ngoài, mến mộ những cái việc ánh sáng rồi mùi hương màu sắc của cái tượng Phật ở trong không, đều đọa vào tà kiến, nghĩa là tâm thành cuồng loạn. Kinh nói, nếu thấy các tướng chẳng phải tướng, tức thấy Như Lai, 84.000 pháp môn trọn do một tâm mà dấy lên, tức là mà khởi. Nếu tâm tướng, nếu ở trong tâm tướng mà nó được thanh tịnh giống như hư không, thì liền ra khỏi cái gốc bệnh là 84.000 phiền não đó, cái gốc bệnh 84.000 não ở trong cái thân tâm. Phàm phu ngay hiện đời á, thì lo chết, no thì rồi cái lo đói, đều gọi là cái lầm to. Do đó thánh nhân chẳng có lo tính về trước, cũng có chẳng nghĩ lo về sau, chẳng có nghĩa là luyến ở ngay hiện tại, niệm niệm trở về với đạo. Nếu mà người mà chưa có tỏ ngộ được cái lý to lớn này, thì cần phải sớm cầu cái điều lành của cõi trời của người, không để cho mất cả hai. Đây là ngày dẫn kinh để mà nói thêm, không? Nghĩa là kinh nói rằng người mà tin có Phật á, mà nói Phật có khổ hạnh á, thì đó là tà kiến. Thì vậy là sao? Vậy là mình có tà kiến không? Mình có khi nào mà nói là Phật 6 năm khổ hạnh không? Mà nếu Phật nói 6 năm khổ hạnh thì vậy là có tà kiến không? Thì vậy tức là sao? Rồi là tin có Phật mà nói Phật khổ hạnh là tà kiến. Rồi tin có Phật á, mà nói là Phật có bị những cái quả báo như là ăn lúa ngựa tức là Phật lúc mà nhập hạ ở trong cái làng của ông Bà La Môn, mà là ông mời Phật đến đó rồi ông quên,
quên mất mời đến nhập hạ đó mà quên mất, thành ra không có cúng dường. Lúc đó là có cái người mà lấy buôn ngựa đó mới đến như vậy, thì mới thấy vậy mới đem cái lúa mà gọi là lúa cho ngựa ăn đó để cúng dường Phật cùng các vị tỳ kheo ăn cho đó, qua ngày đó, thì vậy cho nên gọi là bị ăn lúa ngựa đó. Như vậy cho nên có chỗ gọi là đó là cái quả báo của Phật từ đời trước. Giờ có lúc thì Phật có bị cái thương nó cứ đâm vào chân hoài, Phật đi đâu nó cứ bay theo nó đâm cái chân của đó, thì đó cũng là một cái quả báo của đời trước. Thì đó là trong trong luận, trong sử là cũng có ghi. Và như vậy nếu mà mình nói rằng mình tin có Phật mà Phật có những cái quả báo bị ăn lúa ngựa rồi bị cái thương vàng đâm chân như vậy đó, thì đây ngài nói như vậy tức là thuộc về cái hạng nhất chuyển đề đó là lòng tin không đủ à, thì vậy tức là sao? Chuyện đó là ghi rõ ràng mà mình nói vậy thì thuộc về cái hạng nhất chuyển đề thì sao? Cho nên ở đây á là mình cần phải rõ, ở đây muốn nói Phật á mình phải hiểu cái gì là Phật đó, thì phải hiểu được cái ý đó, không hiểu cái gì là Phật. Chứ mình hiểu Phật á là ông già, nghĩa là cái sinh ra ở Ấn Độ phải không, là 80 tuổi nhập Niết Bàn ở thành Câu Thi Na, hiểu Phật đó thì sao? Hiểu Phật đó là Phật có sanh diệt phải không? Cho nên hiểu như vậy tức là chưa có đủ lòng tin Phật. Mà đây muốn phải Phật là gì? Khổ hạnh thọ báo, đó là cái Phật quá thân, là Phật ứng thân, chưa phải là Phật thật phải không? Là mà ở đây là muốn cho mình tin Phật là phải thấu được Phật pháp thân. Thì Phật pháp thân á thì có cái tướng gì mà khổ hạnh, có cái tướng gì mà gọi là có cái quả báo là kim thương mã mạch, phải không? Thành ra như vậy đó là muốn cho mình phải nghe là thấu suốt được Phật chân thật. Còn cái Phật mà gọi là quá thân, đó là Phật nghe là có sanh rồi cũng là có diệt, có nhập Niết Bàn. Thì hiểu như vậy đó thì mình mới thấy được cái ý ở đây ngài muốn nhấn mạnh. Thì ở đây ngài nói là nếu mà hiểu cái pháp thánh á, thì gọi là thánh nhân, còn hiểu pháp phàm thì là phàm phu chứ không gì khác. Chỉ cần nghĩa là bỏ cái pháp phàm đến cái pháp thánh thì tức là thánh nhân. Như vậy thì sao? Cho nên chỗ này là mình cần phải rõ kỹ chút nữa, không? Nếu mà mình thấy thật có cái pháp phàm, thật có pháp thánh á, để mà bỏ pháp phàm mà đến pháp thánh á, có là thánh chưa? Cho nên hiểu đó là phải hiểu được cái ý trong này, chứ còn theo chữ nghĩa thì thấy có cái pháp phàm thật, thấy có cái pháp thánh thật, để giờ mình bỏ pháp phàm đến pháp thánh, thì cái niệm lấy bỏ nó còn trong đó, thì làm sao gọi là thánh được? Còn niệm lấy bỏ thì là phàm chứ sao thánh? Cho nên phải hiểu được cái ý trong đó. Nghĩa là để nói đến đây, phàm thánh là ngay nơi mình chứ không đâu khác. Nghĩa là mình nếu mà tỏ hiểu được thì ngay phàm tức là thánh, còn nếu mà không tỏ hiểu được thì ngay thánh tức là phàm. Đó, hiểu như vậy đó, chứ không phải là nói là như vậy là mình bỏ cái này để mà đến cái kia. Cho nên đây để cho thấy rõ, thánh là ở ngay nơi tâm chứ không đâu khác hết, phàm cũng ở ngay nơi tâm này chứ không đâu khác hết. Nghĩa là ngay nơi tâm này, ngay nơi tâm mà là không có kẹt nơi những cái tướng duyên bên ngoài đó, thì chính đó ngay đó là chuyển thành thánh. Còn nếu tâm mà nó còn dính tới tướng này tướng kia đó thì đó là phàm, vậy thôi. Chứ không phải là có cái thánh ở bên ngoài để cho mình cầu. Cho nên rời tâm á thì thánh ở đâu để cho mình cầu? Nếu mà rời tâm này thì thánh ở đâu để cho mình cầu? Nếu cầu được á thì cũng thuộc về là thánh của ai á, phải không? Chứ không phải thánh của chính mình. Mà thánh chính mình chân thật là chính ngay nơi tâm này, rời tâm này không thể có. Thánh tức là tâm sáng suốt chứ gì nữa, sáng suốt không mê. Vậy thôi chứ có gì, là phải hiểu được cái ý đó. Đây là dẫn kinh nè, kinh nói ở trong người vô trí thì chớ có nói kinh này, bởi vì người vô trí thì sẽ hiểu lầm. Nghe nói đây là nói cho người phải tỏ hiểu, phải không? Chứ còn vô trí thì nghe nói vậy thì sao? Nghe nói là như vậy thánh là chỉ ở nơi tâm mình thôi chứ không có thật, thì cái mình bác là không có thánh gì hết, phải không? Đó, thì đó gọi là hiểu lầm. Cho nên đây mới gọi là với người vô trí thì không có nên nói kinh này. Rồi dẫn thêm, kinh nói tâm á chính là pháp chứ gì hết, bởi vì nó pháp tức là tâm đó chứ gì khác. Còn người vô trí á thì chẳng có tin tâm này, cho nên rồi nghĩa là không có tin tâm này, nó hiểu pháp á thì thành là thánh nhân, mà chỉ có lo muốn đi xa hướng về bên ngoài á để mà cầu học. Rồi sao nữa? Rồi cứ là kính mộ yêu thích những cái việc mà gọi là hương thơm màu sắc ánh sáng rực rỡ của những cái tượng Phật ở trong không, tức là trong rỗng á,
thì đều gọi là tà kiến, thành ra tâm cuồng loạn. Đây là bởi vì nói là cái người vô trí đó không tin chính tâm mình đó là pháp, chính tâm mình đó là thánh, cho nên cứ lo cầu bên ngoài, chính cầu bên ngoài đó mà thành ra bị lầm. Cầu bên ngoài là sao? Đây là cứ lo người làm mến thích những cái hình thức bên ngoài, cho nên nghĩ rằng thánh đó là phải có hào quang, là phải có mùi hương thơm, phải có nhiều cái sắc đẹp rực rỡ à, thì chính như vậy cho nên là nhiều khi ma hiện tới là sao không biết là phàm là thánh. Thí dụ như ma nó hiện tới thành ra hình Phật là phóng hào quang thì mình cũng tưởng đó là Phật, thì bị rơi vào cảnh ma rồi thì sao. Cho nên đó, cái có tướng có hình đó, thì đều là cái hư vọng không có thật, hiện ra rồi thì nó cũng mất, tức là có hiện thì nó có ẩn, có hiện rồi thì nó cũng mất chứ không phải nó cái thường trụ. Còn cái mà nó không tướng á, mà sáng suốt luôn luôn ở nơi mình đó, thì cái đó mới là cái thường trụ, thì cái đó mới chân thật. Mà rõ được cái đó thì không ai có thể gạt được mình, đúng không? Còn cái tướng này thì dễ gạt, bởi vì mình chưa có được thiên nhãn, thì giờ ma nó hiện ra mình cũng đâu biết được đó là ma hay là Phật. Cho nên ở đây là ngài giải thích rõ như vậy cho mình hiểu kỹ, là phải thấy được trong cái lý thật đó. Dẫn kinh, kinh nói rằng nếu mà thấy các tướng chẳng phải tướng đó, thì tức là thấy Như Lai. Đây là dẫn kinh Kim Cang. Kim Cang nói là nếu mà thấy các tướng chẳng phải tướng, tức là thấy Như Lai. Đó là mình phải ngay ở nơi tướng mà mình lìa tướng, tất nhiên là thấy tất cả các tướng mà không có dừng ở một cái tướng gì hết. Thấy tất cả tướng qua hết nhưng mà không dừng ở cái gì hết, thì chính cái thấy đó à, tính chỗ đó là cái chỗ sống trở về với Như Lai. Thấy tất cả hết mà không có dừng gì hết thì tất nhiên là nó đâu có kẹt nơi tướng nào, mà chính cái đó gọi là cái tâm gọi là thênh thang rộng lớn đó. Còn mình nhiều khi mình nghe nói là tâm mình nó thênh thang rộng lớn trùm khắp pháp giới, cái thì ngồi thiền trở lại mình tưởng tâm mình cái là nó rộng khắp cả thế giới, thì cái đó gọi là tưởng tượng chứ không phải là cái tâm trùm khắp. Mà tâm trùm khắp chính là chỗ này nè, mình thấy tất cả hết, đi qua hết không, mà không dừng cái gì hết thì tức là nó thênh thang rộng lớn chứ gì nữa. Còn mình vừa dừng một chỗ nào đó thì tức là nó giới hạn ngay chỗ đó thôi, thấy không? Nó dừng cái chỗ nào là giới hạn ngay chỗ đó, mà mình thường thường là luôn luôn là dừng à, thấy cái gì là dừng cái đó thôi, ngay chỗ đó thôi, thì cho nên nó luôn luôn là có giới hạn. Còn đây là thấy hết, đi qua hết mà không dừng cái gì hết thì nó là thênh thang rộng lớn, không có ranh giới, rõ như vậy. Mà thấy được như vậy rồi thì sao? Thì 84.000 pháp môn đó trọn do một tâm này mà khởi thôi, những gì khác hết. Nghĩa là bao nhiêu pháp môn đó đều nghe là từ một tâm này mà có. Nghĩa là sở dĩ mà lập ra 84.000 pháp môn đó là để đối trị cho 84.000 phiền não chứ có gì đâu. Thì như là gốc từ mê một cái tâm này, rồi chấp càng, gọi là chấp càng chấp bướng đó, cái thân tâm này làm cái ngã, rồi từ đó mới sanh khởi ra mọi cái phiền não. Rồi từ có mọi phiền não đó cho nên mới lập nhiều cái pháp môn để mà đối trị những phiền não đó thôi. Bây giờ nếu mình ngộ trở lại tự tâm này thì nghĩa là mình qua hết mọi cái pháp môn, đơn giản phải không? Nghĩa là mê một cái tâm này, mê chính mê tâm này đó cho nên mới chấp cái ngã này, chấp cái thân tâm này làm ngã nè, rồi từ cái thân tâm này làm ngã cho nên mới khởi mọi cái phiền não, phải vậy không? Có cái phiền não nào mà không có rời cái chấp ngã này mà ra không? Có gì đó đụng tới cái ngã này thì nó mới có phiền não thôi à. Cho nên bây giờ mà thấu suốt trở lại tự tâm này thì là qua hết mọi cái gọi là pháp môn kia chứ có gì đâu. Cho nên đây nó đều do một tâm đó mà khởi thôi. Nếu mà ngay trong tâm tướng mà sạch rồi á thì giống như không á, thì tức là ra khỏi, nghĩa là 84.000 phiền não là cái gốc bệnh ở trong cái thân tâm này. Mình thấu suốt được trong một tâm này thì trong tâm này mà nó thanh tịnh rồi thì qua được, nghĩa là 84.000 phiền não đó, cũng như qua được cả 84.000 pháp môn kia. Đây là mới nói tới cái chỗ mà thường của người đời. Phàm phu á thì ngay hiện đời á thì cứ lo chết, phải không? Rồi á no thì lại lo đói. Ngay đây thì lo chết, sống là lo chết, ngay khi sống á, ngay khi mà còn sống á thì lo chết, rồi ngay khi no thì lo đói. Thì điều gọi là cái lầm to. Lầm to là sao? Ngay khi sống thì mình lo chết, sống cứ nghĩ lo, đang sống đây thì cứ lo nó chết, rồi còn đói thì lo, no thì lo đói, thì ngài gọi đó là cái lầm to. Là bởi vì sao? Bởi vì lầm cứ bám vào cái ngã hư dối này cho nên cứ lo nó thôi.
vì nó đang sống đây lo giữ nó, cho nên rồi sợ nó chết, nó gọi là lo bám giữ cái ngã này, cho nên ngài gọi đó là lầm to, tức là lo cố giữ mà giữ không được, cho nên là sợ thôi. No cũng vậy, nó đang no là lo đói, sợ nó đói là cũng bám vào cái ngã này thôi, cứ bám vào cái ngã này mà lo. Nó đang no đó sợ nó đói lo, rồi nó đang sống đó sợ nó chết lo, tức là lo sợ mất nó chứ không gì hết. Thì đó, cho nên ngài nói đó là cái lầm to, nghĩa là cứ lo cái sanh diệt, cái không thật mà tưởng là mình, cho nên gọi là lầm. Còn thánh nhân thì sao? Sở dĩ thánh nhân thì chẳng có lo tính trước, cũng chẳng có nghĩ lo vì sao, không có luyến nơi nghĩa là hiện nay, mà niệm niệm là trở về với đạo. Thánh nhân là phải vậy đó. Thánh nhân thì biết rõ ở trong đây á là nó có cái chân thật hằng hữu nơi mình, phải không? Cái này chỉ là cái sanh diệt thôi, còn trong đây nó có cái chân thật, cho nên mọi cái mà trên thế gian này không có gì so sánh kịp với cái đó. Thì vậy lo sống trở về cái đó là cái chính, cho nên mọi cái này là các ngài nghĩa là bớt quan tâm, còn mình là chỉ có biết có cái này thôi à, cho nên cứ lo nó thôi. Còn thánh nhân thì thấy được trong cái này còn có cái nó vi diệu hơn, cho nên ngài chỉ sống trở về cái đó thôi, còn cái này nó còn hay nó mất là cũng theo duyên, cho nên chỉ lo thuận để mà sống trở về trong cái chân thật đó. Còn mình lo tính trước lo sau đó, tức là còn nhớ tới nó, tính trước mà lo sau, lo còn nhớ tới nó, mà nhớ tới nó tức là còn lúc mê nữa. Cho nên nếu mà người mà chưa có tỏ ngộ được cái lý mà to lớn này á, to tát này á, thì cần phải sớm cầu cái điều lành của cõi trời của người, chứ không có để cho nó mất cả hai. À, thì mình thấy nghe là tổ nói là rất là có lý có sự, chứ không có kiểu mà gọi là nói một bên, thấy không? Nếu mà mình chưa có thấu được cái lý này thì thôi phải cầu được cái thiện cái lành ở cõi trời của người, chứ còn không á, cái lý này đã chưa nắm rõ rồi cứ bác bỏ thiện ác luôn nữa thì mất cả hai, không có được gì hết, phải không? Đó, mình thấy cái người mà là người mà là sống được chân thật là ta nói như vậy đó, còn gặp cái người nói lý thì sao? Nghĩa là cứ thắng vào đây thôi, còn mọi cái là gạt qua hết, phải không? Thiện ác là cũng không thật luôn, bỏ hết, phải không? Nhưng mà rồi cái người mà ta chưa nắm được cái này thì sao đây? Rồi bỏ luôn cái thiện ác nữa thì sao? Đó, thì đi xuống địa ngục chứ còn gì nữa, phải không? Cho nên gọi là mất cả hai. Đó, cho nên đó gọi là cái người chỉ có nói lý thôi mà chưa có sống thật. Bởi vậy mà đây, từ cái đoạn này đó, ở trước là ngài đã nhắc đó, từ đây trở về sau là thuộc về trong cái phần của người chứng ngộ, chứ không phải là cái phần gọi là lý luận. Người sống thật trong này mới nói được như vậy. Còn mình hiểu một bên thì nói theo cái lý thì nó kẹt một bên. Đó là cái phần gọi là ngộ tánh đó, không? Thì vậy để mà nói cho rõ hơn, không? Nghĩa là cốt yếu á, là mình phải tỏ ngộ được một cái tâm chân thật này thì mình được giải quyết xong, không? Mọi cái vấn đề, mọi cái phiền não trong đó, nghĩa là mình phải thấy được, không? Người mà sống mà thật được á thì mình không có lầm lẫn mắc kẹt một bên. Còn đây là mấy cái bài kệ, không? Mấy bài kệ này thì cũng đọc qua giải thích sơ rồi. Đây là mấy bài kệ nói về năm căn, không? À, tức là dạ tọa kệ văn á, tất nhiên là bài kệ mà ngồi thiền ban đêm. Từ canh một là nhất canh đoan tọa kiết già phu, di thần tịch chiếu dẫn đồng hư, phán kiết do lai bất sanh diệt, hà tu sanh diệt diệt vô dư, nhất thiết chư pháp giai như quyển, bản tánh tự không na dụng trừ, dược thức tâm tánh phi hình tượng, trạm nhiên bất động tự chân như. Tức là nói về canh một là canh một mà đoan tọa là ngồi nghĩa là ngay ngắn kiết già, ngồi kiết già ngay ngắn yên lặng, di thần tịch chiếu dẫn đồng hư, tất nhiên là cái tinh thần đó nó an ổn lặng mà soi, tịch chiếu nó vừa lặng nhưng mà vừa soi mà nó dẫn, tức là nó bạc hết, mà nó bạc hết mọi cái tướng đó mà nó đồng với cả hư không rồi đó, tức là không có cái mọi cái tướng nơi trên giới. Phán kiếp do lai bất sanh diệt, tức là từ nhiều kiếp đến nay đó, từ kiếp từ xưa đến nay đó, nó vốn là chẳng có sanh diệt thì đâu cần sanh diệt diệt gì ư, tức là đâu cần mà gọi là đem cái sanh diệt cho nó diệt không còn thừa, nó là vốn sanh diệt rồi thì đâu cần phải là diệt cái sanh diệt nữa. Tất nhất thiết chư pháp giai như quyển, tức là tất cả các pháp đó đều là như quyển thôi, bản tánh tự không na dụng trừ, tức là bản tánh nó vốn tự nó là không thì đâu cần là phải dụng mà trừ,
tức là nó là như quyển, thì quyển tức là không, thì cần thì có gì là phải nghĩa là cố tâm trừ dược thức tâm tánh phi hiện tượng, tức là nếu biết rõ cái tâm tánh nó không có tướng mạo gì hết á, thì nghĩa là chạm nhiên bất động tự chân như, là nó trong lặng mà chẳng có động, tự nó là chân như. Đó là muốn là phải thấy suốt cái chỗ không hình dáng, bật mọi cái chỗ duyên, thì chân như nó hiện ngay đó. Đó là canh một. Rồi nhị canh, ngưng thần chuyển minh tịnh, bất khởi ức tưởng đồng chân tánh, xâm la vạn tượng tính quy không, cánh chấp hữu không hoàng thị bệnh, chư pháp bản tự phi không hữu, phàm phu vọng tưởng luận tà chánh, nhược năng bất nhị kỳ cư hoài, thùy đạo tức phàm phi thị thánh. Tức là canh hai, ngưng thần tức là lắng thần đó, càng sáng tỏa thanh tịnh, chuyển minh tịnh tức là càng sáng tỏa thanh tịnh. Bất khởi ức tưởng đồng chân tánh, tức là không có khởi nhớ tưởng thì đồng với chân tánh thôi, ngay đó mà không có khởi cái niệm tưởng gì thì nó đồng với cái chân tánh. Thì xâm la vạn tượng tính quy không, tức là tất cả mọi cảnh tượng đó, xâm la vạn tượng bên ngoài đó đều là trở về không, cánh chấp hữu không hoàng thị bệnh. Như vậy nhưng mà nếu mà còn mình chấp có cái không nữa thì cũng là bệnh, nghĩa là tất cả xâm la đó đều trở về không, nhưng mà còn chấp không thì cũng là bệnh. Chư pháp bản tánh phi không hữu, tức là các pháp đó nó vốn tự nó là chẳng phải là không hay là có, tức là bật cái niệm có không, sở dĩ mà có không là do mình khởi niệm thôi, chứ còn các pháp nó không có tự nói là có hay nói là không. Phàm phu vọng tưởng luận tà chánh, tức là do phàm phu vọng tưởng cho nên mới bàn tà và chánh là có là không. Nhược năng bất nhị kỳ cư hoài, nếu mà hay á chẳng hay ở trong lòng, tức là nếu mà mình hay ở ngay trong lòng mình mà giữ được cái chỗ bất nhị không hay, tức là bật được cái niệm hai bên, thì đạo tức phàm phi thị thánh, thì ai bảo rằng ngay phàm đây mà không phải là thánh, tức ngay phàm tức là thánh rồi, tức là ngay đây mà bật được cái niệm có không thì ngay đây tức là thánh chứ không gì khác. Rồi tam canh tâm tịnh đẳng hư không, biến mãn thập phương vô bất thông, sơn hà thạch bích vô năng chướng, hằng xa thế giới tại kỳ trung, thế giới bản tánh chân như tánh, diệt vô vô tánh tức hàm dung, phi đảng chư Phật năng như thử, hữu tình chi loại tịnh giai đồng. Tức là canh ba thì tâm nó thanh tịnh đồng với cả hư không. Rồi biến mãn thập phương vô bất thông, tức là nó trùm khắp đầy cả mười phương, không có chỗ nào mà chẳng có thông suốt đến. Sơn hà thạch bích vô năng chứng, tức là tới đó thì nghĩa là núi sông tường vách gì cũng không có ngăn ngại được nó, chỗ đó là nó thú qua hết, sáng suốt hết, không có gì chướng hết. Hằng xa thế giới tại kỳ trung, nghĩa là bao nhiêu những thế giới cũng ở ngay trong đó thôi, chứ không có gì rời, tức là không còn thấy cái ngoài tâm mà có pháp riêng, tức là không thấy có một pháp nào thật nữa. Thế giới bản tánh chân như tánh, tức là ngay đó thì thấy rõ bản tánh của thế giới đó, thì tức là tánh chân như chứ không gì khác, tức là nó vốn là chân như. Diệt vô vô tánh tức hàm dung, tức là nó cũng là không không tánh, thì tức là nó hàm dung, tất nhiên là nó trùm khắp tất cả. Phi đảng chư Phật năng như thử, tức là cái chuyện này á không phải là chỉ riêng có một mình các đức Phật mà có thể biết được như thế thôi, mà hữu tình chi loại tính giai đồng, nghĩa là mà đây là cái chỗ đồng có của tất cả loài hữu tình, tức ai cũng đều có phần này hết chứ không phải là chuyện của chư Phật. Nghĩa là ở đây á, tới cái chỗ này thì quên được cái niệm kia đây thì mười phương ngay trước mắt, còn mình vừa động niệm á thì tức liền thành ngăn ngại vậy thôi. Thì cái chuyện này là chuyện ai cũng có thể mà làm được, sống được, chứ không phải là chuyện của chư Phật là thôi. Tứ canh vô diệt, diệt vô sanh, lượng giữ hư không pháp giới bình, vô khứ vô lai diệt, vô khởi diệt phi hữu phi vô phi ám minh, bất khởi chư kiến như lai kiến, vô danh khả danh chân Phật danh, di hữu ngộ giả ưng năng thức, vị hội chúng sanh do nhược manh. Thì không diệt cũng không sanh, tức là ngồi mà đến canh tư rồi á thì là không còn có chỗ sanh hay diệt nữa, mà cái lượng nó đồng cả hư không bằng cả pháp giới, đến đây là không còn cái ranh giới nữa. Vô khứ vô lai vô khởi diệt, tức là không còn có đến đi khởi diệt gì nữa. Phi hữu phi vô cũng phi ám minh, cũng chẳng còn có hay không hay là tối hay sáng gì nữa hết. Nếu mà chẳng khởi, bất khởi chư kiến như lai kiến, ngay đây mà không có giấy khởi
mọi cái thấy nào khác nữa hết á, thì chính đó là cái thấy của Như Lai, gọi là Như Lai kiến, gọi là tri kiến Như Lai. Mà tri kiến Như Lai đó thì sao? Vô danh, khả danh, chân Phật danh, ngay trong đó thì không có cái tên gì để mà đặt tên được hết á, thì chính đó là tên Phật. Cái chỗ mà không có cái gì để đặt tên đó, thì chính chỗ đó đó mới là cái tên Phật thật. Còn có cái chỗ đặt tên đó, là còn có chỗ mình hiểu được, thì cái đó là thuộc về thức rồi. Cho nên chỗ này thì di hữu ngộ giả năng ứng năng chi, thì chỗ này chỉ có người mà tỏ ngộ á thì mới hay biết được thôi. Còn vị hội chúng sanh do nhược manh, người bao nhiêu những chúng sanh chưa có lãnh hội được á, chưa có hiểu, thì cũng giống như là kẻ mù vậy thôi, nghe nói nhưng cũng vẫn mù. Chỉ có người tỏ ngộ chứng được thì trong đó mới tự hiểu thôi. Tức là đến đây á là lặng lẽ vô niệm, không có chỗ gì để thấy, không có tên gì để mà đặt ra để mà hiểu, thì nó thênh thang trùm khắp. Chỉ người tự chứng mới biết. Ngũ canh bát nhã chiếu vô biên, bất khởi nhất niệm lịch tam thiên, dục kiến chân như bình đẳng tánh, thận vật sanh tâm tức mục tiền, diệu lý quyền áo phi tâm chắc, bất dụng tầm trục linh bị cực, nhược năng vô niệm tức chân cầu, cánh nhược hữu cầu hoàng bất thức. Tức nghe là đến canh năm á thì trí bát nhã chiếu khắp hết, nghĩa là không còn có bờ mé gì hết. Đến đây là coi như trí bát nhã nó sáng ngời rọi khắp, chẳng khởi một niệm thì lịch tam thiên, tức không dấy lên một niệm gì hết thì nó liền nghĩa là khắp cả tam thiên đại thiên thế giới. Dục kiến chân như bình đẳng tánh, tức là muốn thấy được cái tánh chân như bình đẳng đó đó, thì thận vật sanh tâm tức mục tiền, nghĩa là phải dè dặt sanh tâm, nghĩa là muốn thấy được cái tánh chân như bình đẳng đó đó thì mình dè dặt chứ có động niệm sanh tâm thì nó ngay trước mắt thôi, còn vừa mà sanh tâm động niệm thì nó liền phức. Diệu lý quyền áo phi tâm chắc, tức như là cái lý mà màu nhiệm sâu xa này á không phải là cái chỗ tâm có thể mà lường biết được, chỗ này không phải là chỗ tâm suy nghĩ đến được, hiểu biết đến được. Bất dụng tầm trục linh bị cực, thì chẳng có cần gì mà phải đuổi tìm khiến cho nó quá mệt nhọc, nghĩa là nó ở ngay nơi tâm mình, nếu mà tìm bên ngoài á thì nhọc nhằn. Nhược năng vô niệm tức chân cầu, nếu hay ngay đây á mà vô niệm thì đó là cái chân cầu, tức là cái đó là cái cầu chân thật. Còn cánh nhược hữu cầu hoàng bất thức, nếu mà còn có tâm cầu thì không biết, nếu mà vô niệm thì đó mới là thật cầu, còn vừa có cái niệm cầu thì là không biết. Tức là ở đây đến canh năm là ngay đó nó sờ sờ sáng ngời, từ canh một qua tới canh tư qua tới canh năm thì được là ngay đó nó sờ sờ sáng ngời rồi, thì còn cầu còn gì nữa. Cho nên vừa khởi niệm cầu là mất, cho nên kỵ nhất là vừa sanh tâm động niệm, vừa sanh tâm động niệm thì liền mất liền. Còn nghĩa là vô niệm thì ngay đó sờ sờ sáng ngời, thì đó là qua được cái năm canh. Tóm lại á là cái phần ngộ tánh luận này á là để cái phần là tỏa sáng được cái tự tánh chân thật của mình. Cho nên rồi mà cái đó nói cho dài dòng chứ không gì khác, nhấn mạnh ngay cái biết hiện tiền của mình đây mà lìa tất cả tướng, ngay cái biết này là lìa tất cả tướng, bật mọi cái chỗ duyên á, để mà không còn có chỗ bám vào đâu hết á, thì tức là tự tánh xưa nay nó sờ sờ, thì đó ngộ tánh trong gì hết, nghĩa là cái toàn thể nó lộ bài, không có gì che giấu hết. Nghe là biết tất cả mà không có một cái chỗ gì để biết, không có chỗ gì để duyên, thì nó luôn luôn là nó hiện bài. Còn có chỗ để duyên thì chính cái chỗ duyên đó là cái chỗ nó che mờ, cái chỗ đó là chỗ ngăn lấp, vậy thôi, đơn giản. Cho nên là hãy vừa có duyên thì liền mờ. Cho nên là quý vị nhớ cái đoạn mà của ông Tăng hỏi ngài Sư Nhan đó, rất là rõ ràng với chỗ này. Tức là ông Tăng hỏi ngài Thiền Sư Sư Nhan đó, hỏi thế nào là cái lý bản thường. Bản thường là cái lý mà nó vốn sẵn thường hằng hiện hữu nơi mình đó, luôn luôn là nó hằng hữu như vậy, đó là lý bản thường. Thì ngài Thiền Sư Nhan ngài đáp động. Hỏi lý bản thường thì ngài nói động. Thì ông Tăng hỏi khi động thì thế nào, thì ngài đáp chẳng phải lý bản thường. Lý bản thường là cái nó luôn luôn nó sẵn hằng hữu nơi mình, nhưng mà hỏi tới nó rồi sao, động rồi, hết bản thường rồi. Vừa khởi cái niệm hỏi tới nó là tức là động rồi, mà động tức là hết bản thường, nó đơn giản. Còn không á, không khởi niệm gì hết thì ngay đó là nó bản thường sẵn sàng luôn luôn hằng hữu đó. Thì cần thấy là phải thấy đến chỗ đó, mà thấy được chỗ này rồi á thì mình sẽ thông cảm được cái chỗ mà gọi là con người mà chẳng cùng muôn pháp làm bạn của ông Bàn Quẩn.
Con người này là không cùng muôn pháp làm bạn, còn vừa có bạn thì liền mất. Thì như vậy đó là mình học xong cái phần ngộ tánh luận rồi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.